Tử vi về ngày mùng 5 tháng 1 âm lịch Ất Mùi. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi của 12 con giáp trong ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Vậy trong ngày hôm nay, 12 con giáp sẽ đón vận trình ngày mới như thế nào? Công danh, sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp may mắn? Con giáp nào sẽ gặp xui xẻo? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình. Và nhân dịp năm mới, kênh Phong thủy Gia Cát kính chúc quý vị an khang, thịnh vượng, gặt hái được nhiều thành công và tài lộc. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tổng quan về ngày mùng 5 tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021 âm lịch, tức ngày 16 tháng 2 năm 2021 dương lịch, là ngày Ất Mùi, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu. Ngày này có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày Ất Mùi thuộc hành Kim, khắc hành Mộc, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi, nhờ Kim khắc mà được lợi. Ngày Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và hợi thành Mộc cục, xung Sửu, hình Sửu, hại Tý và Tuất, tuổi Sửu. Các tuổi bị xung khắc với ngày đó là tuổi Kỷ Sửu, tuổi Quý Sửu, tuổi Tân Mão và tuổi Tân Dậu. Các công việc nên làm trong ngày có thể kể đến như cầu tài, ký hợp đồng, động đất, đắp nền, làm hay sửa phòng bếp, nạp lễ, cầu thân. Ngoài ra còn có các việc không nên làm như cưới xin, tranh đấu kiện tụng, khởi dựng nhà cửa. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới hotline hiển thị trên màn hình. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày mùng 5 tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý, Tý dương thủy gặp Ất âm mộc là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Tý trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề bản mệnh, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Trong ngày, tuổi Tý được các tinh thiên Ất quý nhân đóng mệnh, đây là ngôi sao may mắn, sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng và gặp được những người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Bên cạnh đó, để đường công danh, tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam sắc khai vận, thân, Tý, Thìn của kênh Phong thủy Gia Cát. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Ất âm mộc là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Sửu nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, bản mệnh nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện trở nên tốt đẹp, yên bình. Trong ngày còn có cát tinh, phúc ấn giáng chiếu, cho nên bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng. Nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Sửu. Chính vì thế, bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc, những tinh hoa, chuyển khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Đồng thời, đây cũng là một vật phẩm hỗ trợ, kích đào hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Dần dương mộc gặp Ất âm mộc là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Dần, trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Nếu có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Bên cạnh đó còn có hung tinh kình dương chủ về tai họa, thương tật chiếu mệnh, cho nên gia chủ tuổi Dần cần chú ý những lời mời, nhờ vả liên quan đến việc giấy tờ. Đồng thời cũng không đứng ra vay, mượn hay ký nhận thay ai. Khuyên gia chủ tuổi Dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh để hóa giải thị phi và xung khắc giữa các con giáp.
từ đó cải mệnh, tăng phúc, tăng cường vận khí và chia tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân giúp đỡ trong tương lai, công việc, hành thông, thuận lợi và thành công. Thứ tư, tuổi Mão. Mão Mộc gặp Ất Âm Mộc là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân xung quanh mình để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. Trong ngày có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung, nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng trốn thương trường. Tuy nhiên, mệnh hiển quý thì khó tránh được sự cô độc. May mắn ngày này được hai cát tinh phúc tinh, thiên lộc chiếu mệnh, đây đều là những cát tinh đem đến tài lộc và tiền bạc, những may mắn, cho nên bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân. Vậy nên gia chủ hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để cân bằng ngũ hành, giúp bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những thị phi, hung tinh và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ năm, tuổi Thìn. Thì dương thổ gặp Ất Âm Mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc trong ngày, nên chú ý tới lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên, bản mệnh cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hữu họa. Ý chỉ thái tuế báo đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong cả năm. Khuyên gia chủ tuổi Thìn sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví luôn mang theo bên mình để hóa giải. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hòa gặp giáp sừng mộc là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tỵ nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong ngày còn có hai cát tinh là thái cực và kim dư chiếu mệnh. Đây đều là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Cho nên trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Trong thời điểm người tuổi Tỵ, hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải hung họa, chiêu quý nhân giúp đỡ và tương trợ trong công việc và cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ xung hỏa gặp Ất Âm Mộc là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Ngọ, nếu có cơ hội, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt sẽ có thành quả, tài lộc, sự phát triển đang chờ đợi bạn ở phía trước. Trong ngày có hai cát tinh là Văn Xương và Thái Cực chiếu mệnh. Đây là những ngôi sao tốt đem đến cát lành. Văn Xương quý nhân là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử. Nên sau ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Còn Thái Cực là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Cho nên trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt cơ hội để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Bên cạnh đó, quý gia chủ cần sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để vận trình công việc, tình duyên, tài lộc, sức khỏe được hanh thông, thuận lợi. Thứ 8, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp giáp sừng mộc là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Mùi nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Trong ngày có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung. Nếu biết nắm bắt cơ hội, bản mệnh sẽ đạt được vị trí thỏa đáng trốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiển quý thì khó tránh được sự cô độc, đặc biệt để không bị tiểu nhân ám hại của con đường công danh, sự nghiệp và tài lộc. Những gia chủ tuổi Mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giữ các gia chủ trước cơ hội nắm lấy thành công. Thứ 9, tuổi Thân. Thân dương kim gặp Ất Âm Mộc là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong ngày này, những gia chủ tuổi Thân cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Trong ngày, cần có cát tinh thiên ất quý nhân đóng mệnh, đây là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh, sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Trong thời điểm này, người tuổi Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, Thân, Tí, Thìn để hóa giải, kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn bình an cho gia chủ. Người tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp Ất Âm Mộc là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dậu sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc, sự nghiệp cũng có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp,
cãi vã không cần thiết với bạn đời. Đồng thời, gia chủ tuổi Dậu nên mang bên mình vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu. Công việc được hành thông, mọi điều đều gặp may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp Ất Âm Mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, gia chủ tuổi Tuất cần cẩn trọng trong lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Đặc biệt làm việc với cấp trên, bản mệnh cần khôn khéo, không bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Khuyên gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu mời quý nhân, đem lại may mắn, tài lộc trong cả năm. 12. Tuổi Hợi. Hợi Xung Thổ gặp Ất Âm Mộc là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Hợi nên hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi việc. Nếu có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung. Nếu biết nắm bắt cơ hội, bản mệnh sẽ đạt được vị trí thỏa đáng chốn thương trường. May mắn trong ngày còn có các thần quốc ấn giáng chiếu. Thần sát này quan vận nên những gia chủ tuổi Hợi nếu như đang theo con đường quan trường sẽ ứng trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có thể có những bước tiến tốt. Trong thời điểm này, gia chủ tuổi Hợi luôn mang kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn, tài lộc. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về tử vi chi tiết ngày 5 tháng 2 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày càng được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.